Trăm năm trồng người theo lời Bác, giáo dục như bãi rác. Vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, tờ báo Việt Nam Express đăng bài khoảng 80% du học sinh tự túc không về nước. Thông tin cho biết do thu nhập cao, đãi ngộ tốt nên khoảng 70-80% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài làm việc sau khi học xong, theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Theo báo cáo, số người Việt du học tăng đều các năm bằng nhiều con đường, ước tính hiện nay có trên 250.000 người. Tính riêng diện tự túc mỗi năm tăng khoảng 10.000 người. Còn nhóm theo học bổng ngân sách nhà nước hoặc do nhà nước tài trợ có khoảng 6.800 người. Trong giai đoạn 2017-2022, trong đó có trên 80% ở Nga và Hungary. Thực tế, không thể chối cãi có đến 80% người ta đã chọn con đường ở lại sau khi du học. Vậy 20% trở về để cống hiến hay vì không thể tìm được chỗ đứng trong xã hội ở các nước đã phát triển. Đa phần ý kiến cho rằng nếu được tuyển dụng ở nước ngoài thì không ai muốn về cả. Nguyên nhân là đãi ngộ trong nước không tốt chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn hơn là do bất công trong môi trường làm việc và bất an trong đời sống xã hội. Trong lĩnh vực công, con ông cháu cha thì thiếu kiến thức, kém năng lực nhưng lại được ưu tiên. Du học sinh trở về dù có giỏi đến mấy cũng chỉ được làm chuyên viên hoặc trợ lý chịu sự lãnh đạo của những kẻ ngu dốt hơn. Người dốt cai trị người giỏi là thực tế ở Việt Nam hiện nay. Trong lĩnh vực tư nhân, doanh nghiệp muốn phát triển thì phải hối lộ quan chức để được bảo kê cho làm bậy. Do đó, kể cả doanh nghiệp tư nhân cũng không cần người giỏi quản lý, chỉ cần người gian manh liều mạng. Du học sinh được hưởng thụ nền giáo dục khai phóng và chính trực ở nước ngoài làm sao có thể chịu được môi trường làm việc xấu đến như vậy. Chưa kể khi bị phanh phui thì cấp trên thường đổ lỗi cho cấp dưới và cấp dưới là người lãnh đủ. Ở Việt Nam, doanh nghiệp làm ăn chân chính thì không phát triển nổi, do đó khó khả năng họ đủ tiền để trả lương cho những người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Nếu du học sinh trở về tự mở kinh doanh doanh nghiệp thì cũng khó mà tồn tại cho được. Còn một lý do khác khiến du học sinh không trở về, đó là người dân dùng con đường đi du học để mà tị nạn. Đầu tư cho con du học mỗi năm tốn khoảng 1 tỷ đồng, học hết 4 năm tương đương 4 tỷ đồng, tức là khoảng 160.000 đô la Mỹ. Sau khi ra trường thì xin việc làm để tìm kiếm cơ hội định cư. Giá đầu tư này rẻ hơn rất nhiều so với đầu tư mua quốc tịch trung bình khoảng 2 triệu đô la Mỹ mà chưa chắc đã mua được. Hồi tháng 3, Sở Giáo dục tại Úc thông báo dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh đến bậc học phổ thông công lập. Đây là phản ứng của nước ngoài trước tình trạng du học sinh Việt Nam trốn học ở lại làm việc bất hợp pháp. Những du học sinh này mượn con đường du học để mà tị nạn bất hợp pháp trên đất nước của họ. Mặt khác, các bậc cha mẹ cho con đi du học là muốn con họ thoát khỏi sự nhồi sọ của nền giáo dục Việt Nam, bởi nền giáo dục này không giúp cho học sinh có khả năng phản biện và có chính kiến riêng của mình. Học sinh giỏi Việt Nam chủ yếu là giỏi tầm chương tích cú, thiếu hẳn sự sáng tạo. Cho con đi du học, người dân muốn con em họ tránh xa nền giáo dục nguy hiểm này. Từ khi giành được chính quyền đến nay, ông Hồ Chí Minh đã tung ra khẩu hiệu vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Nhưng sau chưa đầy trăm năm, Đảng đã phá nát rừng tự nhiên, khiến năm nào người dân cũng phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt thảm khốc. Sự nghiệp trồng người thì như một bãi rác vậy. Ngay cả quan chức của Đảng cũng cố gắng tham ô thật nhiều tiền để đưa con cháu mình đi du học ở nước ngoài, tránh xa những giáo dục bệ rạc do Đảng nặn ra. Trăm năm trồng người là một thất bại ê chề của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Trăm năm trồng người theo lời Bác, giáo dục như bãi rác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Quân đội và công an tranh giành, Đảng nhuộm màu quân phiệt. Thời kỳ quân quản là cách gọi chính quyền do quân đội quản lý. Ở thời kỳ này, người cầm quyền cao nhất là tướng quân đội, hoặc có thể khi đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh, hầu hết những người đứng đầu chính quyền cũng là tướng tá quân đội. Ở Việt Nam, công an là lực lượng vũ trang thứ hai sau quân đội. Cấp bậc trong ngành công an cũng tương tự như quân đội. Cho nên nếu người đứng đầu chính quyền là tướng công an thì cũng có thể xem đây là một hình thức quân quản trong bộ máy của chính quyền. Hiện nay tứ trụ, nơi có vị trí cao nhất trong tháp quyền lực của chính quyền Cộng sản thì đã có đến 3 vị tướng. Thứ nhất là Tô Lâm, đại tướng công an; Phạm Minh Chính, trung tướng công an; Lương Cường, đại tướng quân đội, và chỉ còn duy nhất vị trí chủ tịch Quốc hội là không phải đến từ lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn chỉ là giải pháp tạm thời, đến hết nhiệm kỳ này có thể ông Mẫn không trụ nổi. Rồi đây, các Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng thì nhiều người cũng nhảy ngang sang các chức vụ bí thư tỉnh như Phạm Minh Chính, Nguyễn Đức Trung, Phan Đình Trạc. Từ đó những tướng tá này trèo lên cao dần và nắm được vị trí quan trọng ở Trung ương. Mới đây nhất, ông Nguyễn Doãn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng quân đội, đã nhảy sang chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Tướng công an nắm chức bí thư tỉnh thì nhiều, còn tướng quân đội thì ít hơn. Trường hợp ông Nguyễn Doãn An được đánh giá là do phe quân đội và công an đang cạnh tranh nhau trong bộ máy chính quyền từ trung ương cho tới địa phương. Trong chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, thiếu tướng quân đội, đang nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ông Phạm Minh Chính là trung tướng công an, thì trong chính phủ còn có ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực, cũng là thiếu tướng công an. Trong ban bí thư, ông Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng công an, ông Nguyễn Trọng Nghĩa là thượng tướng quân đội, ông Vũ Hồng Văn là thiếu tướng công an. Gần như tướng tá công an và quân đội chiếm lĩnh các vị trí quan trọng trong đảng và chính quyền ngày càng nhiều. Việc bổ sung những tướng tá quân đội và chính quyền cũng ngày một nhiều hơn. Có phải là do đảng đang lo sợ bị sụp đổ nên chuyển sang dần mô hình chính quyền quân quản hay không? Hay do phe quân đội và phe công an dùng súng đạn để tranh giành với phần còn lại nên họ mới chiếm đa số đến như vậy? Có thể thấy hiện nay đảng không còn thống nhất như trước, chẳng phe nào chịu thiệt, họ tranh nhau từng chút bất kể thủ đoạn. Vậy nên khó có chuyện đảng thống nhất để chuyển dần sang hình thức quân quản, mà chẳng qua đó là do quân đội và công an đang có lợi thế để mà tranh giành quyền chức. Công an thì có bộ máy điều tra khổng lồ. Khi Tô Lâm lên làm bộ trưởng, ông đã dùng công an như một thứ vũ khí để chống lại các đồng chí của ông trong đảng. Còn trong Đảng Cộng sản không một quan chức nào sạch cả, nên trong tay Tô Lâm mới có được kho dữ liệu đen khổng lồ đến thế. Quân đội cũng không phải vừa, họ có bộ máy điều tra riêng và cơ quan tình báo. Đây là những nơi có thu nhập nhiều dữ liệu đen của các đồng chí trong đảng. Đó là lý do chính khiến cho quân đội và công an thường thắng thế trước các thế lực khác. Khi chính quyền của Đảng Cộng sản này ngày một quân phiệt hơn thì những nhà kỹ trị sẽ không còn đất sống, hoặc nếu muốn tồn tại, giới kỹ trị cũng phải tự đổi màu theo xu hướng chung. Có thể nói tương lai Việt Nam vô cùng đen tối. Thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài đang rất lo ngại. Khi đầu tư vào Việt Nam, những doanh nghiệp đã từng đầu tư và đang hoạt động thì cũng tính đường rút chạy. Nguyên nhân là luật ngày một bị chà đạp trắng trợn hơn và hà khắc hơn. Thượng tầng chính trị thì cắn xé, đất nước tàn mạt, người dân lầm than. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Quân đội và Công an tranh giành, đảng nhuộm màu quân phiệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de